Trong đó, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 35.000 trường hợp, từ 12 đến 18 tuổi là gần 34.000 trường hợp, người từ 18 tuổi trở lên là trên 98.000 trường hợp. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang liên tục gia tăng. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vaccine để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, coi vaccine là biện pháp chiến lược quan trọng nhất quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Trong 14 ngày thực hiện cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 vừa qua, với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền các địa phương, các đơn vị y tế đã thực hiện tiêm được 147.925 liều vaccine, nâng tỷ lệ tiêm từ 20,8% lên 61,4%.